chào các bạn, hãy nhấn một like ủng hộ kênh nếu thấy video hữu ích nhé. Xin cảm ơn. Giờ thì chúng ta cùng nhau đến với bảng xếp hạng cúp C1 châu Âu lượt trận thứ nhất trong khuôn khổ vòng bảng nhé. Cho những bạn nào chưa biết thì Champions League mùa giải 2024-2025 sẽ mở rộng lên 36 đội tham dự. 36 đội bóng tham dự sẽ không được chia bảng như các mùa giải trước, mà được xếp chung vào một giải đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, 4 trận sân nhà, 4 trận sân khách, và đương nhiên việc thi đấu với đội bóng nào đã được phân chia theo hạt giống và bốc thăm trước đó. Sau khi kết thúc tất cả các trận đấu, các câu lạc bộ sẽ được xếp hạng tổng thể dựa trên kết quả thi đấu. 8 câu lạc bộ đứng đầu sẽ được trao vé dự vòng 1/8, 16 câu lạc bộ đứng kế tiếp từ 9 tới 24 sẽ tham dự vòng play-off 2 lượt trận để xác định 8 suất còn lại tham dự vòng 1/8. Các câu lạc bộ còn lại, từ 25 đến 36, sẽ bị loại và cũng không được dự Europa League. Bây giờ chúng ta cùng nhau điểm danh 8 đội bóng nào đang chiếm lợi thế trên bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên nhé. Đang ở vị trí đầu bảng là câu lạc bộ Bayern Munich, có được 3 điểm sau trận thắng với tỷ số đậm 9-2 trước câu lạc bộ Dynamo. Ở vị trí nhì bảng là câu lạc bộ Celtic cũng cùng có 3 điểm khi đánh bại câu lạc bộ Slovan Bratislava với tỷ số 5-1. Vị trí thứ 3 là câu lạc bộ Leverkusen cũng cùng có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 4 sau khi có chiến thắng 4-0 trước câu lạc bộ Feyenoord. Vị trí thứ 4 là một đại diện của bóng đá Anh, câu lạc bộ Aston Villa cũng cùng có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 3 sau khi hạ gục câu lạc bộ Young Boys. Ở vị trí thứ 5 là câu lạc bộ Dortmund cũng có được 3 điểm sau khi đánh bại câu lạc bộ Club Brugge với tỷ số 3-0. Ở vị trí thứ 6 là câu lạc bộ Sparta cũng có được trọn vẹn 3 điểm khi đánh bại câu lạc bộ Sabres với tỷ số 3-0. Vị trí thứ 7 thuộc về câu lạc bộ Liverpool sau khi có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Milan và có được 3 điểm. Vị trí thứ 8 thuộc về câu lạc bộ Juventus cũng có 3 điểm nhờ đánh bại câu lạc bộ PSV với tỷ số 3-1. Ở vị trí thứ 9 là đương kim vô địch, câu lạc bộ Real Madrid cũng đang có 3 điểm sau khi đánh bại câu lạc bộ Stuttgart với tỷ số 3-1. Ở vị trí thứ 10 là một đại diện của Bồ Đào Nha, câu lạc bộ Sporting. Sporting có chiến thắng 2-0 và có trọn vẹn 3 điểm trong lượt trận đầu tiên. Vị trí thứ 11 là câu lạc bộ Benfica cũng đang có 3 điểm nhờ đánh bại được câu lạc bộ Sao Đỏ Belgrade với tỷ số 2-1. Xếp vị trí thứ 12 là câu lạc bộ Atletico Madrid cũng có được 3 điểm nhờ chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Leipzig. Xếp ở vị trí thứ 13 là câu lạc bộ Brest. Brest đã đánh bại câu lạc bộ Stuttgart và chiếm trọn vẹn 3 điểm trong tay. Xếp ở vị trí 14 là câu lạc bộ Monaco cũng giành chiến thắng và có được 3 điểm trong lượt trận đầu tiên. Vị trí thứ 15 là câu lạc bộ PSG cũng đang có 3 điểm nhờ đánh bại câu lạc bộ Girona với tỷ số 1-0. Xếp ở vị trí thứ 16 là câu lạc bộ Arsenal. Arsenal hiện chỉ có 1 điểm do trận hòa 0-0 với câu lạc bộ Atalanta. Xếp ở vị trí 17 là câu lạc bộ Atalanta cũng đang cùng có 1 điểm do chia đôi điểm với câu lạc bộ Arsenal. Vị trí thứ 18 thuộc về câu lạc bộ Bologna do trận hòa và chia đôi điểm với câu lạc bộ Sata. Ở vị trí thứ 19 là câu lạc bộ Inter Milan cũng chỉ có 1 điểm do trận hòa 0-0 với câu lạc bộ Manchester City. Vị trí thứ 20 là câu lạc bộ Manchester City cũng đang tạm có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên. Vị trí thứ 21 là câu lạc bộ Sata, một đại diện của bóng đá Ukraine, cũng đang có 1 điểm. Vị trí thứ 22 thuộc về câu lạc bộ Barcelona. Barcelona hiện vẫn tạm trắng tay do để thua Monaco với tỷ số 1-2 trong lượt trận đầu tiên. Vị trí thứ 23 cùng chung số phận với câu lạc bộ Leipzig, vẫn chưa có điểm nào do để thua Atletico với tỷ số 1-2. Xếp ở vị trí thứ 24 là câu lạc bộ Stuttgart vẫn tạm trắng tay trong lượt trận đầu tiên. Vị trí thứ 25 thuộc về câu lạc bộ Sao Đỏ Belgrade cũng không có điểm nào. Xếp ở vị trí thứ 26 là câu lạc bộ Girona đang có hiệu số bàn thắng bại là -1 và vẫn chưa có điểm nào. Xếp ở vị trí thứ 27 là câu lạc bộ bóng đá của Hà Lan PSV, cũng không có điểm nào trong trận ra quân đầu tiên. Xếp ở vị trí thứ 28 là câu lạc bộ Stuttgart vẫn tạm trắng tay do bại trận trong lượt đấu đầu tiên. Xếp ở vị trí thứ 29 là câu lạc bộ Milan, thất bại dưới tay Liverpool nên Milan vẫn chưa có được điểm nào. Vị trí thứ 30 thuộc về câu lạc bộ Lille của Pháp cũng cùng chưa có điểm nào. Vị trí thứ 31 là câu lạc bộ Club Brugge vẫn chưa có điểm nào sau lượt trận đầu tiên. Xếp ở vị trí thứ 32 là câu lạc bộ Sabres cũng đang có 0 điểm. Vị trí thứ 33 đang là câu lạc bộ Young Boys cũng cùng không có điểm nào. Vị trí thứ 34 là câu lạc bộ Bratislava cũng chưa có được điểm nào sau lượt trận đầu tiên. Vị trí thứ 35 thuộc về câu lạc bộ Feyenoord, thất bại và hiện không có điểm nào sau lượt trận đầu tiên. Vị trí thứ 36, vị trí cuối bảng thuộc về câu lạc bộ Dynamo, thất bại với tỷ số quá đậm 2-9 trước câu lạc bộ Bayern Munich khiến Dynamo có hiệu số bàn thắng bại là -7 và rớt xuống vị trí cuối bảng. Video đến đây tạm hết rồi, nếu thấy hữu ích xin ủng hộ kênh một like. Hẹn gặp lại các bạn ở những video cập nhật lịch thi đấu và bảng xếp hạng khác nhé.